Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Lời đầu tiên ở trong video thì cho hai anh em xin được gửi một lời chúc tốt đẹp tới tất cả cô bác, anh chị và Mạnh Thường Quân đang theo dõi trên kênh bản em. Những cái thước phim hôm trước thì cô bác cũng đã theo dõi và cũng đã chứng kiến rằng là mấy anh em cũng đã đi chọn đồ xong là vận chuyển là đến nhà hết rồi. Đấy, bây giờ hiện tại là những cái đồ mà tivi, tủ lạnh, mọi cái thì đã đến nhà của em Sử rồi. Thế thì hôm nay thì hai anh em sẽ đi vào và lắp cửa. À không các bác, hai anh em sẽ đi vào và lắp tủ lạnh này, lắp giường này, lắp mọi cái được các bác. Họ gọi là trang trí nội thất các bác. Đấy, còn bây giờ thì xin mời tất cả các bác theo dõi hết video các bác nhé. Đấy, và trước khi đi vào lắp thì cho cháu Lực xin được nói thêm một chút các bác nhé. Cho cháu Lực xin được nói thêm một chút về cái khoản phần giường tủ là ai mua Sử nhá. Đấy, Sử thì cũng đã biết là ai mua rồi. Ở đây thì hai cái giường là cháu Lực trích từ tiền quý ra mua các bác nhá. Hai cái giường là cháu Lực trích từ tiền quý ở nhà bao cháu ra mua. Đấy, còn về một cái tủ quần áo thì một cái tủ với lại một cái tivi hiệu Samsung 43 inch và một cái tủ quần áo thì là được bà Vương Kim Thanh là bà mua cho cô bác. Hôm trước thì bà có gửi cho cháu Lực là tổng tất cả là Sử có anh cầm cái này đi. Đấy. Ở đây thì ngày 5 tháng 12 thì bà Vương Kim Thanh có gửi cho cháu Lực tổng tất cả là 14.460.000 và trong đó thì cháu Lực mua TV hết là 10.999.000 và một cái tủ là 2.300.000 cộng thêm một cước xe thì cộng thêm là 1.000.000 cước xe, tổng cái tiền của bà Vương Kim Thanh ra cháu Lực trích ra là đã chi là 14.299.000 và còn dư là 161.000. 161.000 này thì bà bảo là cho cháu Lực làm kinh phí đổ xăng đi lại cô bác nhá. Và ngày mùng 6 tháng 12 thì bà An Phạm có gửi cho cháu Lực là 9.600.000 đồng. Và trong đó thì mua một cái bộ bàn ghế. Mua một bộ bàn ghế là hết là 4.600.000 và mua một cái tủ đựng quần áo là 2.300.000 cộng thêm 1.000.000 tiền cước xe. Tổng mà cháu Lực đã chi của bà An Phạm là 7.900.000 đồng và còn dư là 1.700.000. Hay còn dư 1.700.000 này thì là bà bảo cho cháu Lực là mua thêm hai cái đèn năng lượng mặt trời nữa các bác nhá. Và ngày 4 tháng 1 thì hai chị Nguyệt Thúy có gửi cho Lực thêm là 10.000.000 nữa cộng cả với khoản tiền cũ mà còn dư là 3.007.000, tổng là 13.017.000. Và trong đó thì cháu Lực đã chi đi là mua đi cái kệ mà cái móc treo để nhà vệ sinh là mất 300.000 rồi. Và hôm nọ thì mấy anh em đi mua đồ hết là 11.550.000 cộng thêm 1.000.000 tiền cước xe nữa. Cộng thêm 1.000.000 tiền cước xe nữa và số tiền của hai chị Nguyệt Thúy là còn dư là
167.000. 167.000 này thì chị cũng để cho Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại cô bác. Cái khoản của hai chị Nguyệt Thúy thì mua lên rất là nhiều đồ cô bác. Ở đây thì mua những cái món đồ nào thì đều có cái biên lai và hóa đơn đầy đủ hết cô bác nhé. Hôm nọ thì cũng thật sự ra để mà nói thì cháu Lực đi xuống mua tivi ấy thì là người ta ghi nhầm cái nhãn hiệu là 45 inch đấy, nhưng mà tivi là chỉ có 43 inch thôi. Ở đây thì cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là gọi điện lại rồi thì chị cứ bảo là nếu mà 45 inch là tương đương là 12 triệu 900 11 triệu 999 nghìn. Đấy, mua 43 inch thì 10 triệu 999 nghìn. Đấy. Đấy, bây giờ thì cất cái phiếu mua đồ này đi. Đấy, những cái phiếu mua đồ này thì cháu Lực cũng đã chụp hình và gửi cho tất cả các bác Mạnh Thường Quân là rồi rồi các bác nhá. Còn bây giờ thì hai anh em mình là đi vào và tiến hành là lắp thôi nhỉ? Vâng. Ô đây xử là đốt là đốt bếp đây rồi à? Vâng. Đấy, xử là đốt bếp đây thì một tí lấy củi ra để một tí cho nó ấm ấm một chút nhá. Vâng. Rồi. Thế thì một cái tủ đâu rồi xử ơi? Hả? Một cái tủ đâu rồi? Để trong phòng rồi. Trong phòng nhá. Vâng. Một cái tủ thì em sửa để trong phòng rồi. Ở đây thì cháu Lực cũng đã kiểm kê đủ tất cả mọi cái là lên tới đây rồi các bác ạ. Đấy, vẫn còn phiếu cho nên là cháu Lực chỉ kê theo đấy thôi. Em để phòng nào ấy? Phòng này ạ? À? Để phòng này à? Vâng. Một cái tủ thì em sửa là để phòng này đúng không? Vâng. Đấy thì bây giờ là hai anh em mình đi vào lắp giường nhá. Không có đinh đâu. Hả? Đinh. Đinh nhá? Có đinh. Cái này là mình chỉ cần là đóng vào thôi, nó không cần phải là dùng đinh cái này ấy. Đấy, em mở hết cái chốt ra đi ra đi. Đấy, em mở hết cái chốt đấy ra. Bây giờ thứ nhất thì lắp hai cái giường đó cô bác ạ. Đấy, còn cái tivi này cô bác, cái tivi này là cái 43 inch cô bác nhá. Hôm nọ thì người ta ghi nhầm cho được là thành 45 inch một chút. Đây đây còn số là 43 này. Đấy, cái tivi thì một tí nó mở ra sau, còn là cái bếp ga nữa. Bây giờ thì mình lắp cái bếp ga trước đi. Hay một tí nữa thì cháu Lực sẽ nói là những cái phần quà nào là của bác nào mua cho các bác nhá. Em nhấc cái bếp bếp này đi, nhấc nhấc tất cả này, cả bình ga nữa. Đấy. Đấy, nước ra để đây luôn. Từ từ anh lấy cái bần lửa ra nè. Ui, cháy to đấy nhỉ. Vâng. Đấy, bò nó cả tư vóng ra đi. Đấy. Đấy, bò đấy. Phải bỏ luôn cả cái đây cái kia kìa. Đấy, nó có sót này. Đấy, để đi đấy. Đúng rồi. Cái này để ngược rồi, cái này để ngược rồi. Cái này phải úp xuống. Đấy. Đấy, úp xuống. Đó. Bây giờ thì để cái chỗ mà mình để bát vào đi. Đấy, bây giờ em đi lấy cái bình ga nhá. Cái bình ga ấy. Rồi. Cái hộp ấy thì mình để đây đã, không tí mình rồi sau. Cái hộp ấy. Cái đấy là phiếu bảo hành đó, để đấy. Đấy, để trong hộp. Anh nhớ cả cái bình ga xong là cả cái để anh xem nào, cả cái dây nữa. Đấy, ở đây thì nếu mà bình ga này ba ông cháu mà vừa sử dụng bếp củi này các bác này, vừa sử dụng là cái
Bếp này thì một cái bình ga này thì cũng được rất là lâu. Ở dưới nhà cháu Lực thì bố mẹ cháu Lực cũng dùng là vừa cái bếp củi vừa bếp ga. Có những bộ bình ga này nó rơi tầm được 4 đến 5 tháng ấy các bác. Không thấy cái dây đâu. Hả? Không thấy dây à? Em mở trong túi ra. Đấy. Đấy, nó ở trong túi đấy thôi. Đấy, lấy cả tất vào đây đi. Lấy hết vào đây đi. Đấy. Đấy nó là đổ của cái bếp này. Vâng. Có nồi nào, có nồi chảo xong hết. Đấy, đây là cái bếp đấy, bây giờ em bốc cái kia ra đấy. Đấy, bóc cái van kia ra đó. Cái hộp kìa, đấy. Bóc cái hộp kia ra. Đấy, bây giờ thì cháu được xé hộ em xử là em mới làm đó các bác ạ. Cái đấy thì chắc là em xử chưa có biết là lắp. Được không? Đây xem nào. Đấy, cái này. Này là bây giờ mình xoáy mạnh vào đây này. Để anh đi tìm vào cái tu vít đã. Đấy, bây giờ em cứ xoáy cho nó chặt hết vào đây nhá. Cho sát hết vào đây nhá. Anh đi tìm cái tu vít rồi anh vặn đó. Được chưa sửa ơi? Được. Được rồi à? Cái này là mình phải vặt chặn nó vào thì nó mới không có bị tuột đấy. Vâng. Ô cái này nhầm cái này rồi. Ô hôm nay không biết là có cầm đi theo được không này. Ở dưới nhà có tu vít không sử? Dưới nhà. Ờ. Em ơi, dưới nhà có tu vít thì chạy đi lấy tu vít một chút nữa. Vâng. Lấy không có tu vít. Tìm rồi. Tu vít đâu rồi? Đây đúng không? Ừ. Cái kia này đi đâu rồi nhỉ? À, lại để quên mất đây. Vặn cái này nó chặt xuống là được rồi sửa. Em mở ra đấy, đây là cái nồi đúng không? Yeah. Mình mua cái bếp này là được tặng theo kèm cả cái nồi nữa. Có bao nhiêu cái đấy? Ba cái đúng không? Đấy, bây giờ em bóc cái này ra cho anh. Đấy, bóc cái này ra. Không thì anh dậy bước vào. Đấy, ở đây thì ông gọi là các anh cũng để cái lỗ ga ở đây hết rồi cho nên là mình chỉ cần việc là luôn cái ống lên thôi. Ông thì lấy đâu rồi? Ông đi lấy củi. Ông đi lấy củi á?
chắc là lắp đồ này chắc phải nguyên một ngày lắp xong ấy nhở? Hay bây giờ em lại vặn vặn cho anh đi. Đấy, vặn nó chặt xuống nhá. Vặn vặn đây, vặn đây nhá. Đấy. Vặn nó chặt xuống, anh sẽ lắp cái bình ga. Tôi đợi xử là vặn xong chỗ đấy đã, rồi thì hai anh em là vào lắp bình ga. Hầu như là khu vực trong bếp này là những cái món đồ thì được hai chị là Nguyệt Thí là sắm cho các bác nhá. Còn ở đây là bà Vương Kim Thanh là mua cái tivi đấy, là cái tủ này. Còn bà An Phạm là mua là một cái tủ này, một cái bộ bàn ghế này. Và cái số tiền còn dư của bà Vượng, bà An Phạm thì sẽ để mà mua một cái bóng đèn năng lượng mặt trời cho ba ông cháu để vào trong nhà. Hay một tí là khi mấy anh em lắp xong thì cho Đức sẽ kiểm tra lại là tất cả những món đồ mà các chị với lại các bác mua cho. Được chưa? Được đúng không? Đây, để anh em lắp cái này cho. Đấy. Lúc nào mà đổi bình ga ấy. Đây, để cho anh. Lúc nào mà lắp bình ga ấy thì là tháo như này đi nhá, để mà đi đổi nhá. Đấy. Đấy, bây giờ là mình đang vặn nó vào. Đấy. Bây giờ nó xong là lắp. Bây giờ làm xong là nó để nấu cơm đây được rồi đấy. Được, anh lắp xong chỗ này xem là nó lên chưa. Vẫn khó phết này. Có vẻ như còn mới cho nên là bạn khá là khó vào. À được rồi. Mai sẽ làm ủ điện ở đây nhưng mà cắm cơm là cũng ở đây luôn. Đừng để nó cháy vào ở đây nhá. Bây giờ thì em thử là bật bếp lên xem là bếp đã lên chưa. Nó có ga lên chưa? Có ga lên đúng không? Đấy. Bật cả bếp dưới lên thế nào. Phải bấm giữ. Đấy, phải bấm giữ nó mới được. Đấy, từ từ để cho nó ra hết đã. Tại vì là nó còn đang mới cho nên là nó sẽ hơi bị ấy một chút. Cái này của bọn em chỉnh không ấy ra. Đấy. Cái này sưởi ấm được không? Có à? Thế thì bây giờ lên nhá, anh em lại tiếp tục là đi kê những món đồ khác đi. Đi. Tắt bếp đi. Đấy, tắt bếp đi. Đấy. Nếu mà muốn chắc chắn an toàn ấy, khóa được cả bình ga lại đấy, khóa lại. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi. Bỏ cái nồi cái ấy lên trên đấy hết đi. Bỏ túi bóng nó vứt hết đi. Bây giờ thì ở bên ngoài có vẻ khá gió đang khá là nhiều các bác ạ.
Trong này thì vừa rồi mấy anh em cũng làm một tí bếp để mà sưởi, tại vì rất là lạnh các bác, vừa làm thì sẽ vừa sưởi luôn. Đấy, cứ bỏ hết cái này ra đi, thằng nào mình cũng dùng mà. Còn một cái chảo nữa nhỉ? Vâng. Rồi, chảo bên kia. Đấy. Đó. Đây, cứ để đấy ạ. Bây giờ anh em mình đi kê cái tủ, lấy cái tủ, đẩy em đẩy cái tủ đi vào đấy nhá. Vâng. Đẩy cái tủ đi vào phòng, phòng này là phòng của ông này nhỉ? Vâng. Giường cũng đã vận chuyển là vào trong nhà hết rồi. Mở cửa sổ ra thì nó mới sáng một chút. Tí này, lau lại cái chỗ này một tí nhá. Vâng. Tại vì là nó bị tủ thì sẽ để ở góc này luôn. Đấy, tủ sẽ để ở góc này. Đấy, giường thì sẽ để sát vào cái góc này luôn, cho nên là tủ sẽ để ở bên này các bác. Đấy, còn bây giờ em bỏ những cái thứ đồ đạc ra xem là hai của hai chị như thế xem là có thiếu gì không. Ở đây thì những cái đồ đạc nhỏ ấy. Thứ nhất thì gồm có tủ lạnh này, và thứ hai thì có cái bình nóng lạnh này, và thứ ba thì có bộ bếp ga vừa rồi cháu mình vừa lắp rồi, và thứ tư thì có giá để gia vị đấy, là cái giá đỏ, cái giá đen này các bác nhá, và thứ năm thì có chậu lau nhà. Nào Sứa ơi, Sứa ơi, lấy cái chậu lau nhà vào đây đi, chậu lau nhà. Đấy. Em thử mở, em mở cái chậu lau nhà ra đi. Đấy, cái chậu này sẽ để mà lau nhà các bác nhá, chậu này. Đấy, đằng nào mình những cái món đồ này thì tí mình sẽ dùng rồi, mình sẽ dùng để lau luôn. Em đi lấy thêm một cái túi ở kia về nữa, ở kia anh thấy có một túi nữa. Để mà từng món đồ một là xem là đã đủ chưa các bác. Và thứ sáu thì gồm có thảm. Đấy, em bỏ cái thảm ra đây này. Đây là cái thảm mà mình để mà mình để một phòng một cái này. Phòng khách một cái này, và đi vào nhà bếp một cái nữa. Đấy, cái đấy thì em bỏ. Đấy, bỏ lên. Đấy, và thứ bảy thì gồm có khăn. Có khăn chưa? Xem nào. Có rồi. Khăn đấy có đúng không? Cả khăn tắm và khăn đấy đúng không? Cái khăn này thì vừa là khăn tắm này, vừa là khăn để mà lau nữa. Và thứ 8 thì có cọ nhà vệ sinh. Đấy, cọ nhà vệ sinh thì là ở đây. Và thứ 9 thì có thụt vệ sinh, là cái kia, cái đen đen kia. Đấy, và thứ 5 thì, và thứ 10 thì có thùng gạo. Đằng sau của Sử là thùng gạo nhá. Vâng. Em lắp cái giá ra, lắp cái giá đi vào. Đấy. Để vào móc đây này, đấy, để móc đây này. Đấy, móc đây, đấy đúng rồi. Đấy, và thứ 11 thì có đĩa. Sử ơi, em mở cái hộp kia ra nào, đĩa. Vâng. Đấy. Đấy, em mở cái hộp kia ra. Xem nào, đĩa thì đã đầy đủ chưa. Đấy, trong hộp này sẽ là bát này, nồi này, đĩa này. À, bát này, đĩa nữa. Và tô nữa. Em lấy cái con dao cắt đi. Con dao không? Thôi, thế là được rồi. Giật được thì được, nếu không giật được thì dùng dao cắt. Và còn cái để mà lau kính này, cái này thì sẽ được tặng các bác nhá. Không nọ thì anh ấy tặng. Hãy kiểm kê lại một lần xem là những cái món đồ nào thiếu không. Thiếu thì mình còn biết là bảo người ta luôn các bác. Đây, nếu mà không được thì anh lấy dao cho này. Cái dao này cắt này. Đấy. Đấy, mời anh xem nào. Đĩa này. Đấy, đĩa thì là có rồi. Và bát tô to. Này, bát tô to ở đây đúng không? Vâng. Đấy, bát tô to ở đây. Và đĩa là đây. Thêm là đây này.
và bát cơm là ở đây các bác nhá. Đúa, đây có đúa đúng không? Đúa thì bún chủ này rồi. Và giỏ đúa. Đấy, giỏ đúa đâu rồi sư? À đây, kia kia. Đấy, kia là giỏ đúa nhá. Cái này là mình tí mình để nhà bếp nhá. Cái này nữa. Mang về để nhà bếp nhá. Đấy, cái đấy cũng là giỏ đúa này. Đó. Và rổ, rổ thưa rồi. Rồi. Đây đúng không? À đây rổ đây. Đấy, rổ này và rổ rửa này. Đây đây là cái rổ mà dùng để rửa rau, còn rổ này là mình sẽ đựng bát các bác ạ. Rổ vuông, đấy là cái rổ đấy có rồi. Khăn to đây đúng không? Rồi và chiếu rồi. À chiếu là kia đúng không? Rồi thế thì là đủ với các bác nhá. Món đồ của hai chị người Thúy là đủ rồi. Đấy, bây giờ thì em dùng cái đấy nha. Đấy, cái đấy ra để ở nhà bếp. Đấy, em có thể để ở góc dưới. Đấy, góc cái nồi nồi kìa. Đó. Đấy thì mình để gia vị mọi cái nhá. Rồi, để vào đây. Đấy. Đấy, còn và cái chạm bát nữa các bác. Đấy, cái chạm bát này thì là của hai chị Nguyệt Thúy nhá. Đấy, những cái món đồ mà vừa rồi cháu Lực vừa đọc là của hai chị Nguyệt Thúy. Còn món đồ của bà An Phạm là một bộ bàn ghế này. Cộng thêm là một cái tủ ở bên phòng bên của em Sử nữa. Đấy, đây là cái tủ với lại bộ bàn ghế của bà An Phạm. Còn của bà Vương Kim Thanh là một cái tủ bên này. Sử ơi, em mở tivi ra xem nào Sử. Vâng. Em mở cái thùng của tivi ra. Đấy, dùng dao cắt băng dính ra, mở hết. Đấy, em mở ra đi. Đấy, còn cái này là cái giá đỡ nhá. Cái này là được tặng kèm nhá. Đáng nghe cái này ra là phải mua là tầm độ 300-400 với cô bác. Phải, nhưng mà người ta không có giảm tivi, nhưng người ta tặng kèm cho cháu Lực là cái này. Đấy, tivi là 43 inch cô bác. Vừa rồi cháu Lực nhìn thấy là góc là 43 inch là đây này cô bác này. Đấy, 43 inch là đây. Còn khi sau khi mà lắp đường điện với đường nước xong thì các anh sẽ lên và lắp cái bình nóng lạnh cho cháu Lực các bác nhá. Chỗ hôm nọ mà cháu Lực mua ấy. Nào em mở ra xem nào. Đấy, mở ra xem. Ủa, khá là to đây, từ từ nhá, để anh lấy cái này. Từ từ nhá, đây kéo ra. Đây để đặt trên đây, đặt trên hộp. Đấy mở xem nào. Đấy, TV thì vẫn còn là nguyên cái băng dính chưa bóc của bác nhá. Đấy, vẫn còn là băng dính chưa bóc này. Đấy, đây là dấu hiệu mà để mà mình nhớ được rằng là khi là có ai sử dụng chưa. TV thì chắc là mình sẽ đặt ở cái góc nào thôi nhá. Vâng. Bây giờ em đặt ở góc nào đó? À để trên bàn đi. Để trên bộ bàn ghế đó, nhấc cả TV đều bộ bàn ghế đó. Phủ lại phủ cái bỏ cả cái đấy, đấy, nhấc cả cái hộp lên này. Đấy, như vậy không lên. Đó, để đấy. À, còn là điều khiển thì chắc là ở trong này sao cô bác ạ? Điều khiển. Sử thử mở cái này ra xong trong ấy có điều khiển chưa? Không có à? Thế thì chắc là ở trong hộp kia. Đấy là cái giá. Thế thì điều khiển chắc là trong hộp này Sử ơi. Em tìm trong hộp này. Em xem ký lại trong hộp này xem là có điều khiển không. Để mình còn biết bảo với người ta. Đây có điều khiển đúng không? À đây, điều khiển thì đầy đủ hết rồi. À, bây giờ thì mình đi vào mình lắp lắp giường thôi nhá. Vâng. Xong rồi tí mình kê tất cả mọi cái và dọn dẹp sau. Vâng. Hiện tại thì ở trong nhà thì có khá là nhiều đồ một chút cô bác, cho nên là mấy anh em sẽ phải gọn gàng dọn dẹp lại thêm một chút. Sử thì để đâu qua bên nào? Để đâu qua bên cửa sổ bên đây hay như nào?
đó bên này. Để đầu bên này đúng không? Vâng. Để đầu vào góc bên này đúng không? Vâng. Thế thì ok, nhà mình lắp đầu bên này. Đấy, cái này là xoay ngược lại như này này. Đấy. Đấy, bây giờ thì em ở đâu? Bây giờ thì em ở bên này nhá. Đấy, cầm bên kia ra. Vâng. Cho anh lấy cái đinh luôn, đinh đòn. Mình cầm cái đinh và nhét lên vào đây luôn nhá. Vâng. Đấy, để ở đây như này nhá. Vâng. Để chưa? Để bên kia, bên kia. Được. Vừa để chuẩn nấu cái đinh nhá. Vâng. Được. Đâu, bên này. Đây bên phải. Để đây được chưa? Chưa để được. Chưa được các bạn. Được chưa? Đấy, chân đặt đọc một tí nó mới vào được. Không được à? Nào từ từ nhá. Được chưa? Chân được. À, không làm như này. Đấy. À, từ. Bỏ lên dán ạ, lên hơi chật. Phải xem à, đúng chuẩn ghế. Anh bên kia sắp tuột rồi, nào đẩy em lên đây, thử nhá. Mới di chuyển lái góc vào quả nhân nó di chuyển góc tỏ. Cho đúng ở đây này. Đúng rồi. Anh đập vào đi, đập góc. Từ. Đấy nha, cầm cho nó dựa tường bên kia đã. Vâng. Anh em mày cho vào bên này trước đã thế. Dựa tường đã. Bên này trước. Nào, vừa cầm đinh luôn. Giường này thì thanh nó hoàn toàn bằng gỗ đặng các bác, cho nên là rất là nặng. Cầm đinh chưa? Bình rồi. Đây. Thế anh thử anh em mình làm một lồng trước đã, rồi đầu kia ý nghĩa sau. Dạ. Chưa được à? Không vào. Được. Hả? Đây hình to rồi. Hả? Đây hình to một tí. Hình to một tí à? Xoay ngược lại hướng đầu đi nào. Vừa chưa?
Vừa chưa? Đẩy lên. Đẩy lên à? Đấy, bây giờ thì hiện tại anh em đã lắp xong cái phần khung của cái giường rồi các bác. Ở đây thì sẽ là cái phòng ngủ mà đầu tiên. Phòng này sẽ là để mà hai anh em là ngủ ở đây luôn các bác ạ. Đấy, còn bây giờ em sửa đang vặn nốt ra mấy cái đinh ở phần chân cái giường nữa. Đấy, bây giờ thì để đồ để đặt vào các bác này thì nói chuyện nó không có vang cho là lắm nữa, cho vang là bao nhiêu nữa cả. Chắc hết chưa sử? Chưa. Rồi bây giờ thì lấy cái thang dắp ra để sử ạ. Một bộ ở đâu rồi sử? Hả? Một bộ ở đâu rồi? Ở đây. Hết rồi. Khá là nặng của ba cổ này. Hả? Vặn cũng mở tay sử nhờ. Vâng. Có giường vào mọi cái thì dám ngủ trong chưa? Có rồi ạ. Có rồi à? Vâng. Thế thì buổi tối đi lấy đệm về ngủ trong đi. Vâng. Đệm này chăn. Còn về cái phần chăn đệm của bác thì là trước mà đã được lên chia sẻ thì cũng mua cho sử rồi, cho nên là đợt này sẽ không có mua vào cho sử nữa. Đấy, như các bác có thể nhìn thấy này, màu tủ với lại màu giường với lại màu cửa của nó na ná giống nhau một chút. Đây đây, bộ sập vào nó không biết nên đây đâu. Không biết hàng không nó. Cứ mà ăn tập của chính em ạ. Cứ một chính em ạ. Ồ, mai giải nó thì bóc căng à? Thì bóc căng à? Bóc căng nó một đấy chứ. Ồ, sao lại chưa được tiền? Làm theo rồi. Làm hết là tiết à? Ừ. Đây bây giờ cho tấm phản vào nữa thôi. Là cũng xong một cái giường ở bên phía phòng bên này rồi. Thì nếu mà không có bà Vương Nguyên Thanh này, bà An Phạm này và hai chị Nguyễn Thúy để mà đồng hành cùng cháu được sắm sửa nội thất đấy các bác, thì hiện tại cái phần kinh phí của bác cháu thì sẽ không có đủ phần để mà sắm sửa được nhiều đồ dùng như thế. Đấy, một cái khoản tiền mà các bác gửi cho thì cũng rất là lớn. Đấy, bây giờ thì sửa cho cái tấm kia vào nhá. Vâng. Đấy, anh em mình mỗi người là vào đây một tấm. Ui, này cũng bộ tầm 30 cân đấy. Thân chàng xô. Nào, đây. Được nhá. Bật vào mồm ấy. Được. Ui, tổn đây. Được, đặt xử ra xuống. Đấy, đặt xuống đi. Cầm cái này bẻ nhá, cầm cái này bẻ lên nhá, đừng có cầm cái này. Đấy. Ở bên dưới đi, sử dụng nhá.
xe rồi góc luôn, phải cắt không? Không thì còn cắt góc luôn ấy. Xe rồi. Không phải cắt. Cắt góc một tí nữa. Bên trên này không phải cắt góc rồi, bên dưới này thôi. Đâu? Không phải. Đòi xe nào. Hình như là. À, cắt góc đây một chút này. Cái cưa đâu ấy? Cưa ở trên phòng đấy. Cưa có cái này à? Đấy, qua thì cửa ra. Ồ, bây giờ thì đẹp vào đây nhỉ. Nào từ từ nhá, để xem nào, xem cái góc bên nào nào. Góc bên này. Nó gầm. Đẩy vào xem nào. Đẩy vào cái kim. Được cái này rồi. Cho vào trong một tí. Đẩy nó. Từ từ nó rắc vào mặt. Đấy. Đấy chưa? Đấy cắt đây. Hả? Đấy cắt nốt ra. Ở bên kia đó, đấy. Xe nó bị vướng thang sắt đấy, nó bị vướng vướng đấy, thang. Chẳng hết thang này. Đúng không? Được, chỉnh chỉnh đi, chỉnh đi. Đấy. Cho nó lên rồi cho nó xuống. Vào chưa? Được. Đúng không? Đấy, bây giờ thì hiện tại là đã lắp xong về một cái phòng, cô bác ạ. Lắp xong một phòng của bác nhé. Để kéo xuống. Đấy. Ngày mai xử cho đệm vào nữa thì là được rồi đấy cô bác. Đấy, không được mà đấy, nhưng đấy không được mà. Được. Bây giờ thì tiếp tục là đi về trên đi. Thì em mình tiếp tục là thang giáp nha. Sửa lấy cái bộ kia vào nhá, anh ấy thang giáp vào. Vâng. Ờ, được chưa? Được. Bây giờ thì lấy cái phản này. Được rồi nhá, để xuống. Nhớ là đừng có cầm nguyên thanh chén nha, cầm cả cái thanh hàng của nó nhá. Vâng. Thì bẻ lên nó mới được. Cưa để anh cắt góc luôn, sửa ơi. Cưa để anh cắt góc luôn. Cưa để đâu nhỉ? Cưa em vừa để đâu ấy? Cưa xong để. Thử nhá. Thử nhá. Cho kêu trước ạ. Được nhé.
kéo vào, kéo ra. Kéo ra. Đó. Rồi, đứng bên đây nữa. Ồ. Thế bây giờ thì là xong rồi. Đấy, bây giờ thì cũng đã lắp xong hai cái bộ giường cũng như là đồ đạc ở đây rồi các bác. Bây giờ thì cháu Lực cùng em Sử lại sẽ kê lại thêm bộ bàn ghế nữa. Mấy cái clear cái đâu? Đấy ra đây. Đây, ở đây thì những cái món đồ này các bác này, thì máy máy bán vít này không ngọ thì cũng được là khi mà cháu được đi xuống thực hiện gia đình của dưới ông cụ dùng ấy một mình các bác, thì cũng được là chị Trần Đào Giang My có gửi tặng cho cháu được một cái bộ như này để mà sao mà cháu được đi tới những hoàn cảnh nào để mà lắp ráp ấy thì cháu được sẽ dùng cái bộ này mà đi luôn. TV không lắp à? Hả? TV thì bây giờ mình phải câu được điện á. Vâng. Thì mình khoan. Đấy, một tí nữa mình khoan vào đây luôn. Khoan vào đây luôn nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì TV thì chắc là mình lắp ở đây thôi nhá. Vâng. Đây thôi nhá. TV á. Tầm này thôi nhỉ. Vâng. À. Lên đây không được. Hả? Ở đây thì mấy nữa mình lắp lắp tranh ở đây rồi, với đồng hồ ở đây rồi. Vâng. Đấy, cho nên là mình lắp ở đây xong là bộ bàn ghế là mình sẽ ngồi ở đây luôn. Nhá. Thế là bên này đẹp hơn chưa? Hả? Bên này. Là bên kia. Vâng. Ở đây thì bà Vương Kim Thanh bảo là anh mua tivi lắp ở đây. Vâng. Đấy, lắp ở bên góc này. Bây giờ thì anh sẽ đánh dấu lại vào. Ồ, bây giờ thì vẫn chưa có điện để mà khoan được. Đấy, thì những cái món đồ nào mình chưa khoan ấy, sẽ mình sẽ lắp ở đây. Đấy, tivi là sẽ lắp ở tường luôn các bác nhá. Bây giờ thì mình kê bộ bàn ghế đã. Sử thì cất cái này đi nhá. Vâng. Đây là nhớ là để nó kính nhá. Vâng. Đây là nó kính nhá. Đây là được tặng kèm của bác ạ. Rồi thì mình đây. Từ từ nhá. Mình để hai cái bàn này đi vào trong kia trước nhá. Hai cái ghế này. Vâng. Đi vào đây này. Bây giờ thì mình sẽ lại bê cái bàn. Và cái bộ này sẽ là nằm ở đấy luôn. Đấy. Làm sao mình để nó một tí để cho nó. Bên này thì hơi xa rồi. Mình đẩy áo qua bên này tí sửa. Qua bên này một tí. Nó còn gần tivi quá. Đấy, còn về ngày mai thì TV sẽ được xé để vào lắp ở trong cái góc bên kia các bác nhá. Bây giờ thì ở trong vẫn còn khá là bừa bộn một chút, tại vì ở trong rất là nhiều đồ. Hãy xem ra bên này. Cái chạm này sửa. Cái chạm này chắc là mình sẽ để xuống thấp thôi. Vâng. Đấy, vừa rồi thì máy em để lên trên cao này các bác này, thì để mà mình sửa cho úp vào đây thì cũng được thôi, nhưng mà mình còn để ở đây khá là nhiều đồ, thái thất mọi cái ở đây nữa. Cho nên là bây giờ mình lại nghiêng đi xuống nhá. Đó. Mình rửa bát đây xong rồi mình sẽ úp vào đây luôn. Đấy. Còn cái này là thùng gạo nhá. Đây là mình để gạo đây nhá. Vâng. Bây giờ em bóc tủ lạnh ra đi sửa. Vâng.
Đấy, bóc cái tủ lạnh ra đi. Còn về cái tủ lạnh của bác này, ở phòng bếp bên kia thì phòng bếp bên này thì bây giờ cháu Lực nhìn thấy là khá là chật rồi, cho nên là sẽ không có để vào đây nữa. Cháu sẽ để vào một góc ở bên phòng khách. Một góc ở bên phòng khách. Đây thì nếu mà bây giờ để vào góc bên này quá thì nó lại chật phần cửa. Chật vào cái phần cửa phụ này quá các bác ạ. Chở vào đây quá, chứ không là để vào đây thì nó cũng sẽ được hơn. Để vào đây thì nó lại chật cái bếp củi quá, cho nên là phòng khách nó rất là rộng rãi, cũng không có đồ đạc gì nhiều cả, cho nên là sẽ cùng em sửa là quyết định là sẽ để vào phòng khách luôn. Úp xuống nhá, đấy, đây này, đấy. Kéo lên cái vỏ rồi. Đó. Mình dùng cái tấm này để dưới đây luôn. Vâng. Đây luôn. Đây nhá. Anh nhầm cái sao rồi? Nhấc lên. Rồi. Đấy, để tạm dưới kia đã. Đấy, đấy, để sát vào bên này, tường bên kia thì không sát. Đấy. Mở bác dính nhá, bác giữ bóc dính. Đấy. Hầu như là những cái món đồ mà hôm nọ cháu được đi mua thì tất cả đều là mới hết cả các bác, cứ không có món nào là món đồ mua cũ hay là mua qua sử dụng cả. Đấy, lôi hết tất cả những cái này đi rửa xong rồi dùng được nhá, thì mới dùng được nhá. Vâng. Trong thời gian vừa rồi cháu được rất là vui mừng các bác ạ, khi mà cháu được nhận được những cái món đồ mà phần nội thất như thế này để mà đi vào và mua cho ba ông cháu. Ở đây thì Sử ơi, những cái tấm rẻ khăn đấy có ba cái khăn to nhá, là để ba ông cháu để mà tắm rửa trong lâu nhá. Còn có 50 khăn nhỏ còn lại là sẽ để mà lau tủ với là lau bàn với lau bếp mọi cái nhá. Bây giờ thì những cái món đồ này, Sử này, những cái thùng bia cắt tông này, đấy, dọn hết cái này để vào trong đấy. Khá là đầy đủ đồ đạc rồi. Đây, ngồi có thể là ngồi ở đây mà ngồi uống nước chè, quá là đẳng cấp và quá là sang trọng luôn. Sử ơi, mình bỏ cái tivi ra bên ngoài một tí nào. Hả? Bỏ cái tivi ra bên ngoài một tí nào. Tivi mà gắn vào cái góc này nữa là. Thôi rồi luôn các bác ạ, gắn góc này nữa. Chồng ngồi nhà sẽ nhìn vào sẽ đẹp mắt và hơn hẳn các bác. Ngày mai thì cháu Đức sẽ, khi mà lắp điện xong ấy, cháu Đức sẽ khoan ở đây phần bức tường này thêm là lắp đồng hồ nữa, với lại thêm là bức tranh nữa, thì nhìn ngôi nhà nó sẽ đẹp hơn hẳn. TV thì bây giờ sẽ để qua tạm qua phòng bên này đã.
Bóc không chưa? Ở đây em bóc ra cái này là sữa này. Vâng. Bóc này đi này. Bóc cái mặt là kính có một cái khăn đâu rồi, khăn kia đâu hết rồi, đây khăn à, cái khăn lâu lâu cái bàn đàn bàn tí này, thôi thì tí mình dọn dẹp lại nhà cửa sau thêm nữa, để mà khi mà xong mình lắp tất cả mọi cái xong thì mình dọn dẹp sau. Đấy, dùng bóc cái tấm ni lông này đi, tấm ni lông này. Trong rất là tuyệt vời các bác. Cái độ tinh vi này thì cất đi này. Sử dụng ngồi bên đấy rồi. Chắc là đây đặt thêm một cái ấm nữa ngồi pha chè rất là quá hợp lý này nhỉ. Vâng. Đấy ngồi ở đây và tivi để đây luôn thì vừa xem tivi luôn. Vâng. Đấy còn trên tay cháu Lực này các bác này là tất cả những cái món đồ mà hôm nọ cháu Lực là đi mua. Bây giờ thì cháu Lực xin được phép là đọc qua thêm một chút các bác nhé. Đấy, hôm nọ thì Sử cũng đã cùng anh đi mua rồi tất cả những cái món đồ mà hầu như là em là tự nhìn là tự ưng nó là chính đúng không? Vâng. Đấy. Bây giờ thì nói về cái phần món đồ của hai chị là Nguyệt Thúy trước. Đấy. Hai chị Nguyệt Thúy là có gửi cho cháu Lực là tất cả là 10 vừa rồi thì ở đầu video thì cháu Lực cũng đã nói một lần rồi các bác. Hai chị Nguyệt Thúy thì cháu Lực có nhận được cái khoản tiền dư của đợt trước. Hai chị Nguyệt Thúy gửi cho cháu Lực còn dư 3 triệu. Và đợt thứ hai thì ngày 4 tháng 1 thì chị có gửi thêm là cho cháu Lực là 10.010.000 đồng nữa. Tổng là cháu Lực nhận là 13.017.000. Và trong số 13 triệu này thì cháu Lực cũng đã đi mua là những cái món đồ của chị Nguyệt Thúy. Thì cho cháu Lực xin phép là đọc lại thêm một chút cô bác nhá. Thứ nhất thì có tủ lạnh này là 3.250.000. Và thứ hai thì có bình nóng lạnh này là 2.600.000. Và thứ ba thì có bếp ga là 2.300.000. Và thứ tư thì có giá đựng gia vị là 220.000. Và thứ năm thì có chậu lâu nhà là 340.000. Và thứ sáu thì có thảm là 4 cái là nhân cho 35.000 là 140.000. Và thứ bảy thì có khăn này là 5 cái là mỗi cái là 8.000 là 40.000. Và thứ 8 thì có cọ nhà vệ sinh là 15.000. Và thứ 9 thì có cái thục mà vệ sinh ấy, thì là 40.000. Và thứ 5 thì có, thứ 10 thì có thùng đựng gạo là 75.000. Và thứ 11 thì có 8 đĩa là 230.000. Và 12 thì có đĩa cộng với lại bát tô là 100.000. Và 13 thì có bát tô là 80.000. Và 14 thì có đĩa này là 380.000 là 10 cái. 15 thì có bát cơm là 160.000 là 40 cái. 16 thì có đũa là 60.000. 17 thì có giá đũa là 15.000. 18 thì có rổ thưa là 35.000. 19 thì có rổ nhỏ là 75.000 là 3 cái. 21 thì có rổ vuông là 20.000. 20
20 thì có rổ vuông là 20.000, 21 thì có khăn to là 45.000. Đấy. Và 22 thì có chiếu là 130.000. Và hôm nọ thì cháu Lực cũng đã mua là một cái giá mà để nhà vệ sinh nữa là 300.000 thôi. Thì tổng tất cả mà cháu Lực vị chi đi là hết là 10 đi mua đồ là hết là 11.550.000. Và hôm nọ cháu Lực mua thêm cái giá kia nữa là 300.000 và thêm cộng thêm cước xe chở từ dưới kia lên là 1.000.000, là số tiền của hai chị Nguyễn Thúy là còn dư là 167.000. Đấy, số tiền còn dư thì chị cũng bảo là cho cháu Lực để làm kinh phí đổ xăng đi lại. Đấy, của hai chị Nguyễn Thúy là có thêm là một là cái chạm bát nữa là 1.200.000. Đấy, ở đây là hai cái hóa đơn của hai chị Nguyễn Thúy là mua. Đấy, tất cả những cái món đồ này cháu Lực đi mua thì cháu Lực đã đều là ghi hình lại và cũng được là chủ quán là người ta mất cho cháu Lực với lại em Sử các bác. Đấy, bây giờ là xong cái phần khoản của chị Nguyễn Thúy. Và thứ hai thì có là bà Vương Kim Thanh là gửi cho cháu Lực là 14.460.000. Đấy, trong đó thì cho cháu Lực mua là một cái tivi này với lại một cái tủ đựng quần áo. Cái tivi thì mua nhãn hiệu là Samsung là 43 inch là 10.999.000. Và thứ hai thì là mua một cái tủ quần áo là 2.500.000 và được bên người ta giảm giá cho là còn lấy 2.300.000. Đấy, và cháu Lực đã chi đi tiền của bà Vương Kim Thanh là tủ là 2.300.000, tivi là 10.999.000 và cước xe từ dưới kia lên là 1.000.000, tổng là 14.299.000 và còn dư là 161.000. Cái khoản này thì bà cũng để vào cho cháu Lực để mà làm kinh phí đổ xăng đi lại. Đấy, đến bây giờ là đến khoản của bà An Phạm. Đấy, bà An Phạm là gửi cho Lực là 9.600.000. Và trong đó thì mua một cái bộ bàn ghế mà hai anh em đang ngồi này là mất là 4.900.000 thôi. Và một cái tủ quần áo là 2.500.000. Ở đây thì mỗi thứ là chị là mất đi 300.000 rồi. Thì tổng số tiền mà cháu Đức chi ra là 6.900.000. Đấy. Và cái số tiền mà từ cước xe lên đây thì cũng là 1.000.000 đồng. Và tổng là cả cước xe nữa, cả tiền mua đồ tủ với lại bà nữa là 7.900.000. Đấy, còn dư là 1.700.000. Thì cái khoản này thì bà có để cho Lực là để mua bóng đèn năng lượng. Thì bóng đèn năng lượng này thì cho Lực xé mua sau các bác nhé. Đấy, tất cả mọi cái thì cho Lực mua là đều có phiếu hết. Còn cái phiếu này là cái phiếu mà hai cái giường. Hai cái giường này thì cho Lực sẽ trích cái tiền quý của bác cháu ra để mà mua các bác nhé. Thì cho Lực sẽ không có nói thêm nữa. Đấy, cái giường này thì cho Lực cũng đã đi mua là mỗi cái là 3.000.000 đồng. Tính ra người ta lấy 3.200.000 nhưng mà bớt đi là 200.000 thì người ta còn lấy 3.000.000, là hai cái là 6.000.000 đồng. Đấy, những cái món đồ này là vừa rồi thì anh em đọc qua là các bác là gửi cho em nhé. Khoản vâng. Nào là hết rồi, khoản nào là cho anh và khoản nào là còn dư thì em cũng đã nắm rõ được rồi đúng không? Vâng. Đấy, bây giờ thì đồ đạc ở trong nhà thì cũng đã sắm gọi là gần hết rồi các bác, không còn thiếu vật dụng gì nữa. Đến cuối năm thì cháu Lực cũng đã gọi, hôm nọ thì đáng nghe là gọi là anh đội điện nước ấy đã liên lắp rồi. Đấy, nhưng mà do là đội điện nước hôm đấy là các anh nhận nhiều công trình quá thì anh lại không có liên lắp được. Thực sự ra để mà cuối năm này đi kiếm được một cái đội điện nước mà lên trên bảng làm ấy thì cực kỳ là khó. Tại vì là người ta đang muốn là gấp rút hoàn thiện cái công trình người ta nhận còn lại để mà người ta kịp bàn giao các bác. Cho nên là chắc phải để thêm vài hôm nữa thì mấy anh em mới thế lắp được và điện nước vào. Đấy, đấy. Và bây giờ thì cháu Đức xin gửi một lời cảm ơn tới là bà Vương Kim Thanh, bà An Phạm, hai chị Nguyễn Thúy. Cảm ơn hai chị đã đồng hành cùng cháu Đức để cho giúp cho bao cháu đến hôm nay là mua được rất là nhiều đồ đạc tới gia đình của bao cháu rồi. Đấy, Sử thì có thấy vui không khi mà mình mua được nhiều vật dụng như này? Có ạ. Có à? Vâng. Thì em gửi một lời cảm ơn tới các bà nhá. Vâng. Đấy, ở đây thì gồm có là bốn bà. Vâng. Đấy. Con cảm ơn các bà đã gửi tiền cho con mua đồ dùng ạ. Con chúc các bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công cho công việc ạ. Vậy trong thời gian tới thì hoàn thiện ngôi nhà tân gia thì em có mong muốn là các bà là sẽ về dự tân gia nhà mình không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế thì chuẩn bị gửi một lời mời tới các bà xem nào. À, biết nói không? Không biết ạ. Không biết à? Thế thì anh dạy Sử nói nhá. Vâng. Bảo là sắp tân gia rồi thì mời các bà cùng đến chung vui với bao cháu. Vâng.
Đấy, bảo là sắp đến ngày tân gia rồi. Sắp đến ngày tân gia rồi. Con mời tất cả. Con mời tất cả. Các ông các bà. Các ông các bà. Mạnh thường quân. Mạnh thường quân. Đến tân gia chung vui cùng ba ông cháu. Đến tân gia chung vui cùng ba ông cháu. Ở trong thời gian tới thì Tấn Lực cũng rất là rất là hân hạnh sẽ được đón các ông các bà sẽ lên dự tân gia của nhà ba ông cháu của bác nhé. Cái thực phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi, chắc là Tấn Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác, và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở lần sóng tiếp theo. Chị Yên Cành bạn em xin chào các bác, chào sự chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.